Chào các anh, trên tay em đang cầm đây là một chiếc Virtusit HS, không phải là hàng nhái, không phải Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, và đây là chiếc Virtusit HS chính hãng, vỏ được làm bằng vàng khối, được độ vỏ vàng khối. Chiếc Virtu này được làm bằng hơn 3 lượng vàng, tương đương là hơn 3 cây vàng, vàng 18K. Cầm chiếc máy này rất là nặng và bóng. Chiếc máy này thì được thiết kế rất là sang trọng và đẳng cấp. Chúng ta sẽ cùng mở khóa bàn phím và để mà chúng ta có thể biết được Virtu chính hãng hay không thì chúng ta có thể kiểm tra bằng nút ấn bên sườn. Ấn nút bên sườn nó hiển thị lên chữ Concierge như này. Thì đây là Virtu Signature S chính hãng. Đấy, ngoài ra chúng ta có cách kiểm tra nữa là ấn nút bên sườn bên này. Nó lên các phím âm lượng từ 1 đến 10 như này. 1 đến 10 này thì là chính hãng. Cách tiếp theo nữa là chúng ta có thể kiểm tra mã lệnh của Virtu, đó là sao thăng 9 2 7 10 2 6 8 9 thăng. Khi mà hiển thị lên các dòng thông số, dòng đầu tiên của nó là serial number thì này thì đây là Virtu Signature S chính hãng. Một chiếc Virtu Signature S chính hãng mà vỏ được làm bằng vàng khối, được hơn 3 cây vàng khối như này thì có giá là 210 triệu đồng. Tuy nhiên là TN Mobile bán khuyến mại giảm giá đúng một con thôi, đúng một con duy nhất thôi. Một con vàng khối này giá 210 triệu đồng giảm xuống chỉ còn 170 triệu đồng. Anh em nào quan tâm đến con Virtu Signature S vàng khối 18K này thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0965096886, và chỉ duy nhất một con duy nhất thôi. Anh nào nhanh thì được, xin cảm ơn các anh.